Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy đo khoảng cách bằng tia laser nha. Ở đây tên của máy là SWM60. Đó. Con này thuộc thương hiệu S&D Quay nha các bạn. S&D Quay là thương hiệu sản xuất máy đo khoảng cách và chắc địa khá lớn của Trung Quốc nha. Bây giờ mình sẽ mở máy cho các bạn xem. Bên trong máy thì cũng chỉ có là một bao để đựng máy và một dây đeo để buộc theo máy thôi, nó không có gì đó. Kèm theo là phiếu hướng dẫn sử dụng và phiếu chứng nhận chất lượng sản phẩm thôi, nhưng mà đối với cái phiếu hướng dẫn sử dụng này nó chỉ có tiếng Trung Quốc thôi nha các bạn, tại vì nó sản xuất cho hàng này sản xuất cho nội địa bên Trung Quốc, được công ty bảo ngọc nhập khẩu rồi nha. Bây giờ mình sẽ mở máy cho các bạn xem. Thì máy thì cũng thiết kế cũng khá đơn giản và nhẹ nhẹ gọn các bạn. Phía sau là khe pin của máy. Khe pin thì mình đã bỏ pin vô trước rồi nha các bạn. Máy sử dụng hai pin pin 1.5V nha. Đó. Đây là cái mẫu SWM60. Ngoài ra nó cũng có một số mẫu khác như là M40, 80, 100. Và tất cả các mẫu này đều có bên siêu thị điện máy Bảo Ngọc nha các bạn. Ở đây các bạn có thể tham khảo một số mẫu khác. Như ở đây là mẫu M100, có nghĩa là các bạn có thể đo khoảng cách của nó là 100m nha. Ở đây M40, các bạn có thể đo khoảng cách của nó là 40m. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo cho các bạn xem nha. Ở đây là màn hình của máy và một số nút chức năng của máy. Các bạn khi đo ra chỉ cần ấn nút click thôi. Đó. Tiếp theo khi đo thì mình sẽ ở đây chữ Y ngang là mình sẽ đo chế độ đo thông thường, chỉ có nghĩa là cộng trừ cái giá trị đo liên tiếp thông thường. Mình sẽ đo thử nha. Đó, mình sẽ lấy cái giá trị từ đầu máy lên. Đó, các bạn có thể lấy giá trị từ dưới máy hoặc là đầu máy nha. Bên tay phải là hiển thị pin. Đó, góc phải hiển thị pin. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo từ khoảng cách từ đầu máy tới cái hộp nha các bạn. Khi đo thì đó, khi ta nhấn một cái thì tia laser nó sẽ đó, nó sẽ chỉ vào cái nút này để nó báo. Sau các bạn nhấn một cái nữa, đó, nó sẽ hiển thị chẳng hạn như ở đây là 116,3 cm nha. Đó, tiếp theo các bạn muốn cộng hoặc là trừ, ở đây các bạn có thể cộng hoặc trừ đều được nha. Và các bạn có thể cộng hoặc là trừ nhiều giá trị liên tiếp, có nghĩa là các bạn có thể cộng 4 hoặc 5 giá trị liên tiếp hoặc là trừ 4 hoặc 5 giá trị liên tiếp nhau đều, với nhau đều được nha. Để tay mình cộng nè, mình sẽ cộng nhiều giá trị liên tiếp nha. Mình sẽ đo thêm một lần nữa. Đó, tiếp theo mình sẽ đo thêm một lần nữa. Đó, nó sẽ hiển thị lúc nãy mình sẽ đo hai lần, mình sẽ cộng thêm một lần nữa. Đó, đây là giá trị tổng của ba lần mình đo. Bây giờ mình muốn lưu, các bạn muốn lưu các bạn chỉ cần nhấn cái nút lưu này để các bạn đề nha, đề nó cho tới khi nó hiện số 1, nghĩa là các bạn đã lưu cái giá trị 47,3 cm các bạn đã lưu ở lần thứ nhất nha. Bây giờ các bạn muốn mình sẽ tiếp tục thực hiện giá trị trừ, các bạn xem nha. Muốn thực hiện giá trị khác thì các bạn có thể trừ trừ tiếp luôn. Đó, các bạn có thể trừ tiếp luôn đều được hoặc là cộng tiếp luôn đều được. Mình sẽ trừ nha, mình lấy cái giá trị lúc nãy mình lưu là 47,3 cm, mình sẽ trừ đi cái giá trị cái khoảng cách này. Đó, khoảng cách đây là giá trị mình vừa trừ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lưu cái giá trị này lại nha các bạn. Đề đó nó sẽ hiện với giá trị cái lượt 26,1 là lưu ở lần thứ hai. Bây giờ mình sẽ xóa tất cả nha. Đó, bây giờ mình muốn các bạn muốn gọi lại cái giá trị mình vừa lưu, những cái giá trị mình vừa lưu thì các bạn nhấn cái nút này. Đây nó sẽ hiện đó. Đây là giá trị thứ nhất mình vừa lưu này. Mình sẽ nhấn thêm cái nút cộng cộng trừ này, các bạn nhấn thêm một nút nữa. Đó.
rồi là giá trị thứ hai mình vừa luôn. Tương tự nếu các bạn có giá trị thứ ba, thứ tư hoặc là thứ năm, thứ sáu thì nó các bạn cứ nhấn nút cộng này nha. Hoặc là các bạn muốn xóa xóa cái một số giá trị các cái giá trị mình vừa lưu á, các bạn chỉ cần bấm apply nha là mình sẽ xóa đó. Bây giờ mình sẽ xóa hai cái giá trị mình vừa lưu đó, như thế là xong nha. Cuối cùng đó mình vừa gọi lại cái giá trị vừa lưu là hết, là không còn nha các bạn, tại vì mình đã xóa rồi đó. Tiếp theo mình sẽ tiến hành đo và một số cái công thức đo chính đó. Ở đây là đo diện tích hình chữ nhật nha các bạn. Ở đây máy nó không có hiển thị cái giá trị, cái công thức đo ở trên màn hình điện tử này, nhưng các bạn chỉ dựa vào cái vị trí, cái dấu nháy của nó mà các bạn đo thôi nha. Đó là có diện tích hình.